2, mình Mẹ Đơn Thân xin chào mọi người nha. Lại tiếp tục hôm nay tiếp tục hành trình phun môi nha mọi người. Cận cảnh cái môi phun môi mới phun xong, mọi người thấy nó có sưng không nha. Môi mới dứt kim xong nha mọi người nha. Mấy này cảm quá mọi người ơi. Đây cận cảnh cái mặt gần cho mọi người. Đáng lẽ là không lên, đang bị bệnh. Cho nên á, tại vì mình mới làm cái bệnh mà còn điều ra. Đây cần cẩn gần 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 cái môi á cho mọi người xem nha, môi mới phun nha mọi người. Mới phun là nó ở đây mình hơi thiếu ánh sáng chút xíu nè. Không có sưng luôn nha cả nhà. Không sưng miếng nào luôn á, bây giờ nó phun không có sưng nha cả nhà ơi. Không có người ta nào phun hết trơn là mình phun nha. Cái này là mình tự xử nha cả nhà. Tự xử. Tại vì mình khi mà phun cho khách á thì mình cái ngồi kim như vậy phun cho khách á, để mình đây là mình lại tiếp tục mình lấy này mình khoe mọi người nè, để mình nói cho mọi người hiểu sơ sơ về cái tự xử nha mọi người. Mình tự xử cho mình mà như vậy nè mọi người, nó còn không có sưng nha. Tự mình tự xử cho mình lúc nào nó cũng phải lâu hơn mình làm cho người khác. Mình làm cho người khác nó càng thời gian nó càng lẹ hơn. Tại vì á cái cây máy phun này nè, thì xin lỗi nha, mình không có giới thiệu máy nha. Mình không có giới thiệu máy nha mọi người. Mọi người cứ nghĩ qua mình cứ tưởng là mình giới thiệu máy chứ không phải mình giới thiệu máy nha, xin lỗi. Mình nói cho mấy người, các bạn biết là khi mình tự xử cái môi của mình, thời gian nó lâu hơn khi mà mình phun cho người khác, mà cái môi mình đã là không sưng như vậy ha. Nếu mà làm cho người khác thì môi nó sẽ không sưng hơn, nó cũng không có sưng, càng thời gian nó mình phun cho khách càng nhanh hơn nha mọi người. Nói chung là bây giờ công nghệ mới bây giờ á làm không có sưng đâu cả nhà ơi. Thì mình phun cho mình nè, mình phun cho mình thời gian lâu gấp đâu người ta, tự gì á mình phun cho mình á, phun cho khách á thì mình chỏng mực xuống cả nhà, chỏng mực xuống mình đi rất là lẹ, sẹt và cái xong. Còn mình phun cho mình như vậy là mình ngồi vậy nè, mình chỏng lên như này nè cả nhà, phun như này tức là mực nó chỏng ngược luôn rồi, nó sẽ không dưới xuống môi, cho nên thời gian mà làm sẽ lâu hơn nha. Mà cái môi mình nó còn không sưng nè mọi người. Nếu mà mình làm cho khách mình thời gian lẹ hơn thì nó càng ok hơn ha. Nhưng bây giờ phun nó không có đau đây nha mọi người. Đau nhẹ nó không đau hẳn luôn thì nó xạo không có đau thì hơi à mọi người ơi, hơi nhẹ nhẹ à. Cái nó nhẹ nhẹ tăng chút à. Bây giờ cái dòng ủ tê bây giờ tùy theo cái chỗ nó ủ tê nữa, bây giờ nó như mình mới lấy cái đầu ủ tê này rất là ok luôn, không có đau cho khách miếng nào luôn á. Không có đau miếng nào luôn nha. Thì hơi tăng nhẹ nhẹ chút xíu thôi. Rồi mình đi theo. Mấy khi mình mới chùi xong đó mọi người, mới chùi xong á thì cái môi mình nó mực nó còn đỏ nè. Tự mình phun cho mình thì nó lem lúc hơn chút xíu ha. Mình làm cho khách thì nó ok hơn. Bây giờ thời gian mình phun bây giờ là chừng ngày mai. Đấy là mình quay rồi cái biết lấy cho một cái video ha, là cho một cái video thì lâu quá. Mình muốn quay cận cảnh cái môi nó lột cho mọi người xem cái kết nha. Nếu mà trong video này mình tám tám với mọi người thì mình đăng luôn, thì mình không có cái kết thì cái kết mình sẽ để video sau ha. Còn nếu mà mình xuyên xuyên thì mình để luôn cái video sau, mình nói vô nha, mình cũng chưa biết nó có đăng liền hay không nữa. Mình sung sung thì mình đăng lên liền cho các bạn xem luôn. Mình đợi chờ nó lột thì nó hơi lâu chút, 2 ngày ha. Phun bây giờ nó không có sưng nha cả nhà. Thì mình chỉ lên cận cảnh cho các bạn biết là cái môi của mình mới cận cận mới phun nó không sưng không đau nha. Đối với mình là cũng không thấy đau gì nha mọi người. Mình không thấy đau luôn, hơi nhẹ nhẹ xíu không không đau nha. Hồi xưa mình phun theo cái hồi xưa cũng tê xưa thì cũng hơi đau vậy đó nha. Thì giờ thời gian này mình lại cũng tê mới về nó không có đau luôn đó nha. Chỉ nó hơi nhói nhói nhẹ nhẹ chút xíu thôi. Không có đau gì đâu. Với lại công nghệ bây giờ phun rất là lẹ luôn. Kim này mình đi kim máy mấy đó. Kim này mình đi cho nên á mình khỏe cả nhà, ai muốn đi phun môi thì cứ phun đi sẽ không đau. Mình nó không đau á, các bạn đi phun về cái nhầm cái chỗ đau hay không là do cái chỗ người ta phun xăm ở nha mọi người. Ví dụ cái chỗ đó người ta ủ tê không tới, như cái loại thằng nhóc mình nhiều chuyện quá. Bảo an ơi, con im đi cho mẹ nói chuyện với mấy cô chút coi, nhóc mình nó nói còn nhiều hơn mình. Con im cho mẹ nói chuyện với mấy cô chút xíu rồi con.
nhật nó nhào mọi người. Thì mình tính để nhóc mình đi học xong mình quay lại luôn, nhưng mà mình mới làm xong thì mình không thể nào để luôn ha. Mình quay liền cho các bạn thấy để biết cái mông nó có sưng hay không nha. Không sưng nha mọi người, không sưng đâu, mình quay từng ngày. Thì mông mà làm có sưng hay không thì tùy chỗ nữa. Thứ nhất là các bạn nào mới vô nghề á, người ta không biết á, thì người ta không biết cách uống tê, không biết cách đi kim, mà đi tốc độ mơ tay nó chỉ xuống mạnh quá thì nó cũng bị dập môi, cũng làm cho sưng môi ha. Nó có nhiều nguyên nhân để môi mình sưng lắm. Thì những bạn nào mà tay nghề cao rồi á thì làm thì không sợ đâu mọi người, thì không có bị sưng, không bị đau, hạn chế sưng, hạn chế đau rất là nhiều luôn. Còn bạn nào mới làm về sưng dù á, do cái người đó người ta cũng mới vô nghề mọi người, mới vô nghề người ta chưa biết cách xử lý, nhưng mà màu thì vẫn lên, vẫn ổn định, mình nghĩ là như vậy nha. Màu vẫn đẹp nhưng mà giờ nó sưng dù vậy đó. Bây giờ có nhiều người khách mình nói sao bạn tao đi làm về nó sưng dù lên luôn. Mình thấy mình làm cho khách mình không sưng gì bao nhiêu mà kỳ ta. Mấy bạn ấy sao mà tao không hiểu nổi sưng cái gì mà sưng dữ vậy không biết. Thì mình lên đây, hôm nay mình lên đây mình khoe cái môi. Có lẽ mình đang bị cảm cả nhà, đang bị cảm, đang bị bệnh, mình không có lên đây mình tắm đâu. Lên đây ho cũng kỳ lắm. Cho nên á nó lên cơn ho, nó kéo ho mọi người. Nên lâu mấy hôm nay lâu rồi mình cũng không có làm liếc, nên lên đây tám phải giọng trong trẻ một xíu, lên tám mà giọng khàn khàn khàn, các bạn coi bực bội thêm ha. Nay các bạn thông cảm mình nha, giọng hơi cảm nha cả nhà. Thì tại vì mình đang rảnh rỗi, mình mới làm cái môi nên khoe môi cả nhà vậy đó. Mình lên để khuyên bạn nào muốn đi làm đẹp thì cứ làm đi, làm môi cứ làm đi nha, không có sưng, không đau, là đối với mình nha. Các bạn nào mà muốn làm đẹp hay tới mình gần giống mình thì có thể liên hệ với mình qua, mình làm giá ngon cũng rẻ luôn mọi người. Mình dùng từ giá ngon cũng rẻ luôn, thiệt tình mà nói luôn á. Tại vì mình mới chuyển về đây á, mình làm giá rẻ để cho mọi người làm để giới thiệu khách cho mình á. Cho nên mình làm giá rất là bình dân luôn, không phải bình dân mà mực dởm đâu nha các nhà. Nhưng mình không được cái gì cái mình được các chủ đầu tư nghề rất là ok luôn. Mình đầu tư cái đồ nghề của mình, đầu tư nào tốt nhất có thể cho khách, chứ mình không phải mà mình nói thì rất không phải mình nói, nhưng không phải chỉ nói thôi nha. Những người khách nào quen của mình á, người ta sẽ biết chứ. Mình làm nghề rất là có tâm nha, không phải mình làm rẻ mà làm đồ dởm cho các bạn đâu. Mình đầu tư nghề lúc nào mực cũng các thứ là mực tốt nhất có thể. Nhiều bạn mà đi về mực mà chỗ mau chỗ màu quá, hoa mau chỗ màu đỏ quá, không phải ta đi mực dởm đâu mọi người. Thì mình cũng sẵn mình chia sẻ chút xíu. Nhiều bạn ngoài nghề thì ta nói mực dởm chứ thật sự không phải mực dởm. Người ta cũng đi mực xịn á, nhưng mà tại vì người ta không có pha thôi mọi người, ta để mực nguyên chất người ta đi thì màu nó mau chỗ lắm, mau chỗ màu lắm. Còn như mình đi mình pha vô, mỗi người có một cái cách làm riêng ha. Mình thì pha vô cho nên màu nó sẽ lâu chỗ hơn, sẽ lâu chỗ màu đỏ hơn, dù gì đó chứ mực tốt à. Người ta mình nghĩ là người ta làm nghề này ta đi mực tốt lắm, mình nghĩ là như vậy nha. Chứ mình nghĩ làm cái môi nói chung là tiền cũng ok mà, kiểu kiếm làm cái gì thì tôi biết mình nghĩ là như vậy. Mình xin chia sẻ mọi người về cái môi tới đây nha mọi người. Bạn nào muốn đi làm đẹp thì đi làm đi, thì nói chung mà môi không đau hay không sưng hay không tùy theo chỗ. Như chỗ mình thì tùy không sưng không đau nha, làm rất là lẹ luôn. Mình tự xử cái môi cho mình nha, để các bạn có thể theo dõi video sau của mình nha, để mình đăng lên cái thời gian mà nó lọt môi từng ngày cho các bạn xem nha. Kết ở video kế video này nha mọi người.